Thắng quay thắng tôi review thịt rồi, thịt đặc nào bò tay tạng nè, bò tạng hả, có nói thịt đặc à, thịt đà hả, thịt đặc đà, lạc đà ăn hay ăn sốt sốt tiêu, để mọi người hay có miếng thịt lạc đà sốt tiêu mọi người. Người đem thịt lạc đà này từ Ai Cập về nhé. Này trên đó là này là gì? Coi nè. Miếng hỏi sale. Miếng thịt lạc đà này. Này gì? Không. Sốt tiêu. Hỏi sale. Nè. Thử cái sốt này nè. Ngon lắm. Ngon. Chua nhúc. Cơm ngon lạnh lần luôn. Đá ăn đây. Mọi người dùng thịt đà với mình nhé. Để đi em, anh đang review thịt đà đà. Đồ ăn mọi nhiều quá, tối lắm mọi người. Đây, mọi người chấm vô cái sả tê nè. Rồi mình chấm vô nước chấm thần thánh cái nữa. Nó ngọt bấy trong xương luôn mọi người ơi. Nè món này không ổn nè, bảo đảm. Này là hạt cẩu gì, tôm cua. Cái này nó có miếng vàng nữa nè. Miếng vàng. Vàng mà mình dán lên thật á. Bò vàng nè, miếng ăn đi, ăn đi. Ồ, nó mình có hết một cục bự. Chi vàng luôn à. Đi nơi ngon quá, món lại ra nữa sao anh ơi. Thịt cù. Ừ, nó quá đầm bông. Ăn không nó chịu chứ. Ăn ngon. À, đùi cù, ở xương cù chứ. Cụ cho đùi gà không ha. Ngon này, ngon nè. Ngon mà luôn. Nó chị ăn ngon lắm. Trứng mà trứng ăn cắn cái nó nổi bụp bụp. Đã không? Mặn quá. Ngon hả? Ăn đùi lại ăn miếng cà nữa. Cà này cà gì ta? Cà chữ. Cà ông dặn. Ông dặn. Bỏ đi ăn cái cù nè em. Cái cù ra cho mọi người thưởng thức. Ê, uống nước trà đi rồi nó còn dăm cái máy nữa. À, mọi người có biết cái thịt cù này là Long nó sẽ đi làm quần áo hay là búa túi xách cho mình nhé. Thì đem ra phục vụ mình. Thành công nói với mọi người là mọi người nên có tìm nên thưởng thức những cái món này đi. Very good. Mọi người cứ liên hệ với Thái Công 086-733-6960. Máy dùng của Thái. Anh làm mình thấy mình, nếu mà Thái Công mình đụng hàng mình là Thái Công Cộng. Công ngủ. Công ngủ. Số điện thoại Việt Nam của mình mọi người cứ liên hệ qua Facebook nha. Tôi sẽ chỉ cho mọi người những cái món ăn mỗi ngày. Ăn mỗi ngày. Tôi tuyệt toàn là đồ ăn ngon không có ngon không. Tìm. Để đây tặng cho Carmen, hỏi tặng cho Carmen cái tặng cho Carmen cái sườn này nha. Carmen nãy giờ quay không được ăn. Rồi mọi người thử đi. Ê sao thịt nó đỏ. Ừ. Với ánh đèn vàng nữa. Cái này không? Giờ cứ gì ra đây đi. Ở đây nó đúng rồi. Cho đẹp đi. Đó. Chân gà hấp tôi xiên rồi, được rồi anh quay vậy được, anh ăn đi anh. Rồi. Cảnh này cũng không ăn luôn rồi. Thấy anh thủ.